Trời trời ơi, sao hôm nay báo chí có nhiều bài hot dữ vậy ta? Đâu mày đọc cho ba nghe coi. Ừ, giống như bài báo của Vinh ngày 17 tháng 9 đăng nè. Họ đăng ngồi ăn ốc trên vỉa hè bị xe điên đâm vỡ gan. Ừ, trời ơi, ghê dữ vậy? Thiệt hả? Trời nói thiệt mà. Vậy sao bài đăng này con rút ra bài học gì? À, có gan thì đừng đi ăn ốc, còn đi ăn ốc chứng tỏ không có gan. Trời đất ơi, vậy mày cũng nói cho được nữa hả? Ừ. Rồi còn gì hot nữa không, kể cho ba nghe tiếp coi. Như ở Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện một cơ sở ngâm rau muống bào với hóa chất màu xanh, xanh lè, xanh lét, xanh đỏ chét, xanh đáng yêu. Trời ơi, có màu xanh đáng yêu nữa ha. Trời đất ơi, không biết mà ăn mấy cái này vô là bị ung thư chết luôn á luôn. Phải không con? Ừ, toàn là người mình hại mình không à. Vậy mà cũng làm cho được nữa, thì không hiểu. Bởi nhiều lúc ngồi một mình, nhâm nhi ly cà phê, suy nghĩ với cuộc đời, thấy cuộc đời này càng ngày sao nó càng tệ nạn nhiều quá ba ha. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà việc gì cũng có thể xảy đến. Không biết tin ai nghe ai bây giờ. Bạch Hán ngồi suy nghĩ hoài mà không ra. Thì thôi, đừng suy nghĩ nữa, hay mượn. Suy nghĩ nhiều chi cho nhức đầu. Còn bài báo nào nữa không, đọc cho tao nghe tiếp coi. Ừ, hồi nãy mới đọc cái trang tin tức cười. Rồi nó viết sao? Nó viết như vậy nè. Nó viết nói mấy thằng da đen mà đeo kiến, mày nói địt thúi lắm, nghĩ nhiều nữa. Mà nó ở dơ mà nó hôi dữ lắm luôn. Ừ, là cái thằng chó nào vậy? Thằng nào?